Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 1 đến 20 tháng 2, cả nước đã ghi nhận 17 ca tử vong nghi dại hoặc là do dại ở 13 tỉnh thành phố, tăng 8 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trước thực trạng, số người tử vong do dại tăng cao như trên, để chủ động tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên người, Viện Vệ dị sinh Dịch tễ Trung ương đã có công gian, đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại. Viện giải sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh tăng cường ra soát việc xây dựng tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dạy theo chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy giai đoạn 2022-2023. Tổ chức tiêm phòng và điều trị dự phòng bệnh dạy đầy đủ cho người bị động vật cắn, đảm bảo đủ vaccine và quyết thanh kháng dạy đã được cấp phép sử dụng triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm và nhận thức của người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dạy và các biện pháp phòng chống nâng cao năng lực hệ thống phòng chống bệnh dạy cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm phòng dạy cho người dân chia sẻ thông tin phối hợp với cơ quan thú y và chính quyền địa phương nhằm giám sát và phát hiện sớm các ổ dịch dạy hoặc nghi dạy trên động vật để có biện pháp xử lý kịp thời triệt để hạn chế lây nhiễm bệnh dạy sang người